Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Vì quá nôn nóng đánh bại đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đã làm điều khó tin. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã quyết định xóa án phạt treo giò 8 trận cho tiền vệ Sarawat để cầu thủ này kịp lên tuyển Thái Lan tham dự King Cup 2019. Trước đó, tiền vệ Sarawat của Bangkok United đã phải nhận án phạt rất nặng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT do hành vi đấm trọng tài trong trận hòa 1-1 với Bot FC thuộc vòng 11 của Thái League 2019 hôm 18 tháng 5 vừa qua. Tình huống xảy ra ở những phút bù giờ cuối cùng khi các cầu thủ Bangkok United phản đối dữ dội một quyết định của trọng tài chính. Trong khung cảnh hỗn loạn, Sarawat đã tiến lại gần, nhanh tay đấm trộm vào bụng của trọng tài. Phát hiện pha đánh lén của Sarawat, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ này ra khỏi sân. Sau đó, Sarawat còn tỏ thái độ bất mãn và cầm quả bóng đá tung lên trời, rồi chạy ra tranh cãi với trọng tài biên. Sau vụ việc, ban kỷ luật FAT đã ra án phạt cấm thi đấu 8 trận và nộp phạt 100.000 baht, tương đương 90 triệu đồng Việt Nam đối với Sarawat. Tuy nhiên, tiết lộ mới đây từ tờ Sambot, chủ tịch FAT sau đó đã yêu cầu xóa án phạt cho Sarawat. Lý do là bởi tiền vệ này có tên trong danh sách 35 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan tham dự King Cup 2019. Tại King Cup 2019, Thái Lan không giấu tham vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam và giành chức vô địch. Huấn luyện viên Sidesak nhiều lần tuyên bố sẽ mang đội hình mạnh nhất để đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. Nhưng thầy Park Hang-seo sẽ không vì thế mà mắc bẫy Thái Lan. Ban tổ chức King Cup đang ham hở thực hiện hai mục tiêu doanh thu và đòi lại ngôi vương Đông Nam Á. Nhưng thầy Park Hang-seo sẽ có cách riêng của mình. Không phải dễ gì mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể mắc bẫy Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ coi King Cup như là một đợt rà soát lực lượng, thử nghiệm nhiều gương mặt mới cho những mục tiêu lớn trong thời gian tới, mà gần nhất là SEA Games và vòng loại World Cup 2022. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, có thể đội hình tuyển Việt Nam dự King Cup 2019 có nhiều gương mặt mới, nhưng không dễ gì để Thái Lan đánh bại. Đó mới là sự cao tay của vị chiến lược gia nổi tiếng với nhiều bài vở và khó lường này. Huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều mục tiêu lớn, chứ không chỉ tập trung vào mỗi việc là đánh bại Thái Lan. Thái Lan có thể thực thi mục đích của họ vì họ là chủ nhà, còn Việt Nam là khách mời. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất biết tận dụng giải đấu chất lượng này để hoàn thành các thử nghiệm của mình cho mục tiêu lớn hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất tỉnh và rất lạnh. Mục tiêu của ông là đưa tuyển Việt Nam lên tầm cao của châu lục. Sau khi tuyên bố bóng đá Việt Nam không còn sợ và ngại Thái Lan nữa, lâu nay ông suy nghĩ vì sao Việt Nam cứ cay cú với Thái Lan, và ông đã tìm ra lời giải đáp trong cách chinh phục những đỉnh cao của mình. Ông chỉ nhắm đến ngôi vô địch Đông Nam Á, kế đến là nhất bảng vòng loại U23 châu Á, trong đó có trận đánh bại U23 Thái Lan 4-0. Sách lược ứng xử ra sao của huấn luyện viên Park Hang-seo tại King Cup sẽ là một đề tài thú vị. Vì thế, cũng không loại trừ khả năng Thái Lan sẽ lại ôm hận trước huấn luyện viên Park Hang-seo ở King Cup sắp tới bằng đội hình rất lạ của tuyển Việt Nam. Bất ngờ với mức lương của các tuyển thủ Việt Nam tại V-League, thu nhập của các cầu thủ thi đấu tại V-League không cao như nhiều người vẫn nghĩ. Tùy theo mức độ cống hiến, danh tiếng của các cầu thủ, thậm chí còn có sự khác biệt giữa những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo hay mua về, đặc biệt là khác biệt ở từng đội bóng. Ở câu lạc bộ Quảng Nam, nhà cựu vô địch V-League với những cầu thủ nổi tiếng như Huy Hùng hay Thành Trung nhận được mức lương 25 triệu đồng một tháng, trong khi đó tuyển thủ U22 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh chỉ được nhận 12 triệu một tháng. Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC cùng với những cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy cũng chỉ ở mức khoảng 15 triệu đồng một tháng. Đối với Văn Hậu, mức lương này thậm chí còn thấp hơn đôi chút khi cầu thủ này dưới 22 tuổi. Với những cựu binh thuộc diện công thần như là Thành Lương, Văn Quyết được nhận mức lương khoảng 35 đến 38 triệu đồng một tháng sau thuế. Một số đội bóng thuộc diện nhà nghèo như Sông Lam Nghệ An có mức lương trung bình cho các cầu thủ là từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một tháng. Cầu thủ trẻ chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Ở Hoàng Anh Gia Lai, mức lương của các cầu thủ nổi tiếng như là Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thành cũng chỉ trên dưới 15 triệu đồng một tháng. Mức lương này được đánh giá là khá thấp so với các nước trong khu vực. Theo ước tính, thu nhập của các cầu thủ tại Thái League là từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Tuy vậy, Thái League hoàn toàn không có tiền lót tay lên tới tiền tỷ như ở V-League. Được biết, mức lương của Xuân Trường, Văn Lâm tại Thái League và Công Phượng tại Incheon, Hàn Quốc rơi vào khoảng 10.000 USD một tháng, kèm theo chế độ đãi ngộ về nhà ở, xe hơi, tiền thưởng. Mức lương 10.000 USD một tháng của Công Phượng tại câu lạc bộ Incheon được đánh giá là khá cao so với V-League và các giải Đông Nam Á. Tuy nhiên,
Số tiền trên vẫn chưa thể so sánh với con số trung bình mà một cầu thủ đang thi đấu tại K-League Classic nhận trong một năm. Theo Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, một cầu thủ thi đấu tại K-League Classic nhận khoảng 198 triệu won một năm, tương đương 4 tỷ đồng Việt Nam. Con số này với Công Phượng là 2,8 tỷ đồng. Và như vậy, tiền lương của Công Phượng nằm ở nhóm có thu nhập khá tại giải đấu K-League. Mới đây, thủ môn số 1 của tuyển Thái Lan hẹn đấu tay đôi với Văn Lâm ở King Cup sắp tới. Thủ môn Kawin đang chơi ở giải hạng nhất của Bỉ, dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của người đồng nghiệp Đặng Văn Lâm trước thềm King Cup 2019. Sau khi trở về từ Bỉ, hội quân cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho King Cup 2019, thủ môn Kawin đã đến tập luyện cùng câu lạc bộ Mường Thông, đội bóng Văn Lâm đang thi đấu. Người gác đền số 1 của Voi Chiến nhận xét về thủ thành tuyển Việt Nam: Văn Lâm một ngày nào đó sẽ trở thành tên tuổi lớn, chúng tôi sẽ đấu tay đôi với nhau tại King Cup sắp tới. Trong thời gian qua, đội tuyển Thái Lan không gặt hái được nhiều thành công như kỳ vọng, khi chỉ lọt vào bán kết của AFF Cup 2018 và vào vòng 1/8 của Asian Cup 2019. Anh tỏ ra lạc quan trong lần trở lại Thái Lan để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu trên sân nhà. Kết quả thi đấu của đội tuyển trong thời gian qua có thể là không tốt, nhưng tất cả mọi cầu thủ rất cần sự ủng hộ của khán giả. Tôi mong mọi người cùng giúp sức để các cầu thủ chơi bóng được vui vẻ và thoải mái. Kawin là tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng ở nước ngoài. Anh chia sẻ trên Support: Tôi đang duy trì thể lực tốt vì giải đấu ở Bỉ đã khép lại. Tôi cần chăm sóc bản thân kỹ lưỡng cho giải đấu sắp tới. Tôi sẽ có khoảng 3 ngày tập luyện tại Mường Thông và sẵn sàng tập luyện cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho King Cup vào tháng 6. Trận đầu tiên chúng tôi sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam. Họ là đối thủ rất mạnh, có thành tích tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, tôi tin vào năng lực của các đồng đội, nhất là khi Thái Lan được chơi trên sân nhà. Anh đã khẳng định như vậy. Và kính thưa quý vị, trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra tại Phú Thọ. Đội tuyển U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 30 sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển U23 Myanmar vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 6 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lựa chọn Phú Thọ là điểm tổ chức trận đấu giao hữu dựa trên nguyện vọng của đông đảo người hâm mộ tại các địa phương trong cả nước. Người hâm mộ mong muốn được tận mắt chứng kiến các tuyển thủ thi đấu. Bên cạnh đó, việc đội tuyển về các địa phương phục vụ khán giả cũng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá và lan tỏa niềm đam mê bóng đá, tình cảm với đội tuyển của mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều năm qua, các cấp độ đội tuyển Việt Nam từng phục vụ khán giả hâm mộ tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đi đến đâu, đội tuyển Việt Nam đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Đó là nguồn động lực rất lớn để họ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai. Sân vận động tỉnh Phú Thọ có sức chứa 20.000 chỗ ngồi và mới được đầu tư cải tạo để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất. Sân bãi đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tiến hành sửa chữa, tu bổ toàn bộ khu vực sân vận động. Hệ thống khán đài, mặt sân được đánh giá là khá tốt, đảm bảo đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế. Các hạng mục như dàn đèn, chiếu sáng, phòng chức năng sẽ được đầu tư mới, cải tạo nhằm đủ tiêu chuẩn phục vụ các trận đấu quốc tế. Ngày 23 tháng 5 tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khảo sát sân vận động Việt Trì và thống nhất với chính quyền địa phương về kế hoạch tổ chức trận đấu. Nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự trận đấu giao hữu là những cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia 2019. Danh sách triệu tập đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được công bố vào cuối tháng 5 này. Ngay sau đó, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền ông Kim Han Jun sẽ hội quân từ ngày 2 tháng 6 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar. Và bản tin đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Trân trọng mến chào.